Rồi có TV của Showmaker về nhà hai món cam bị rưỡi anh em ha. BF đại bác Liên Thanh bắn tay nè, bóng phút phong rồi không trúng blitz nhưng bắn tay 3-4 hit quá đâu. Scatter giữ được hai người, chồng sát thương tốt đến từ bên phía của team 2. Showmaker đang có thẩm lửa Valkyrie và đã bị thiêu đốt chết rồi. CV ăn được cái điểm hai gục của Showmaker. Lâu đài tình ái đã được Modern Kaiser mở, e kéo không thành công vào Vest, bị Scatter đẩy không làm choáng được nhưng vẫn cứu được Vest. Gọi mẹ ra thì Vex đã né rồi. Giờ toàn là đi đốt các player chung team đánh tranh với lại tiêu quanh thôi. Ai da. Hiểu 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 là canh T1 đánh chung team với lại ai là đi đốt mấy thanh niên kia đúng không? Sao ta? Ghê vậy, tụi hacker này tụi nó lắm trò quá vậy. Đang hơi bực bữa nay nhiều thằng ngu toxic à. Ý là em nói tôi. Lọc lê em nói tôi. Mà chơi game thua nhiều quá. Thôi quay trở lại ván thi đấu này nè anh ơi. Cocky bước chân thần tốc trụ đường ha. Cocky mưa kiếm cảm giác hơi lỏ, trụ đường không được tốt. Bước chân thần tốc thì có thêm cái khả năng hồi phục chút xíu. Né e tốt đến từ Smaker nè. Đánh tay của những con tướng xạ thủ thì chắc chắn là mạnh hơn so với là những con tướng pháp sư rồi. Nè súng máy bắn tay nè, bắn tay nè, bắn tay đứng im nè. 3 hit nè, 4 hit nè, 5 hit nè, 6 hit nè, chưa chưa. Chấp luôn sát thương của một vài con lính ha. Cấp độ 2 nâng thẩm lửa Valkyrie. Đánh giá Lilia bản này đi anh, ngon. Mấy con tướng như là Lilia hoặc thậm chí là cả Talia nữa. Ngon đó. Tại vì cái món trang bị mới á, ngọn lửa nước đen á anh em, nó ok. Giúp cho khả năng dọn rừng vốn dĩ của Lila đã nhanh rồi, còn bây giờ còn nhanh hơn nữa, đam của nó lại to nữa. Còn Talia thì cái khả năng dọn rừng của nó thì cũng nhanh nhưng mà nó bị yếu máu. Nhưng mà bởi vì những món trang bị này giúp cho Talia nó ok luôn. Rồi, sao mấy cơ đang bị găng? Lướt thẳm lửa về thôi. Không có bị hoảng sợ hay là cái gì hết. Được, chủ động tốc biến à. Gây hoảng sợ có sống u sầu. Tốc biến nền cái nè, sao mấy cơ né được đam rồi. Quay ngược trở lại trả sát thương súng máy kết hợp cùng với lại cái đòn bắn tay dứt điểm xử lý kia. Hai flash và không dứt điểm được một con Cocky mất đúp, mất flash. Ok và cái giá phải trả là hai điểm hạ gục rồi. Sống u sầu nó hơi trật nhịp chút xíu. Đánh nhấp nhả cực kỳ khó chịu và Showmaker muốn cái mạng đó. Mà hơi tiếc là lính hơi đông với lại lượng máu của Showmaker cũng đang thấp. Nên thôi, Nili ăn luôn cho nó chắc. Quả xanh rồi, một cam mốt vàng. Về nhà lên luôn cái lưỡi hái anh em ơi, một ít kháng phép nữa. Kháng phép là món trang bị quá ngon ha. Có thể lên luôn cái kiếm răng cưa cũng được. Hoặc là tinh chỉnh, cứ để cái mạnh kháng phép đó thôi. Chút nữa nếu mà đủ đồ rồi á, khoảng chừng một đồ và bước sang cái ngưỡng đồ 2 á, thì có thể up cái khăn giải thuật. Rồi. Ok, né tiếp được cái sông ưu sầu nè. Tiếp tục là một tình huống chặn đường không cho về của Smaker. Blitz di chuyển ra đường giữa, Smaker để lại con mắt ở trong cái bụi cỏ. Ngon, có được thông tin rồi. Mất 3 con lính đánh gần. Nhưng mà cũng ép được kinh nghiệm của Vex. Bắn tay một cái không sao và Jay đem Smaker là gửi lời tại vì có mạnh kháng phép. Nili cũng đang di chuyển hỗ trợ cho đường giữa của Smaker, là vào hóa báu tấn công bị kéo về. Đối phương đang có 3 người và Smaker cũng đang chuẩn bị có 3 người, đặc biệt là con Cocky của Smaker đang rất xanh. Lão trúng luôn kìa. Ai à, fail kỹ năng Heaven, đánh tay thêm cái nữa mới đủ sát thương. Blitz chủ động tốc biến. Ok, Showmaker quyết định là băng trụ anh em ơi, cấp độ 5 thẳng vỡ Valkyrie, không có tốc, ôi, chết rồi.
trụ nó vẫn bắn rướng theo so với cơ cái được. Zanna hỗ trợ thêm một ít khi lớp giáp nhưng mà trụ nó gây nhiều sát thương quá rồi. Ừ, làm tôi nhớ tới FFQ Heaven đó. Đường dưới 2 đánh 1. Zanna Mute lốc ép tốc biến của Sivir. À, tính ra con Sivir phiên bản này xài được luôn á anh em. Nãy Lộc Lê có nói đúng không? Kiểu dạng lên cái giao điện á, giao điện bây giờ nhìn nó ngon phết. Những con tướng đánh tay, những con tướng xài giao điện, CV đặc biệt CV đối đầu với lại Jerry nữa. Là một cái kèo mà mình cũng thấy là khá là quen thuộc đúng không? Được anh em, có khi là cái kèo đó xuất hiện trở lại luôn. Ruler hồi chiều nay mới đánh xong hả? Ồ. Thảm lửa Valkyrie, súng máy đánh tay có hoảng sợ nhưng mà không ăn thua, đánh rất áp lực đến từ Smaker. Vex mới chỉ farm được 20 chỉ số lính, quá yếu rồi. Trong khi đó thì Smaker đang farm được 49 con, nâng 3 điểm bom phosphor, tấn công vào công trình, né chiêu tốt, nhấp nhả ok. Ôi ôi, ra vào cái trụ kìa, đánh trụ đánh người liên tiếp. À, xử lý rồi, xử lý nhìn bực anh em ha. Bắn tay có bom phosphor nè, xử lý mà trụ không bắn cái nào kiểu vậy, bực quá mực. Janna cũng ngay lập tức có mặt ở phần giữa để hỗ trợ cho Smaker khi mà Blitz cũng đang có mặt ở đây. Ok, Janna có che được không? Bị kéo về, bị trúng chiêu cuối của Vex chủ động tốc biến ra phía sau. Có Nidalee hỗ trợ, búp máu nào, chưa kịp búp máu ông ơi, búp máu ông ơi. Ok, đáng lý ra ông phải búp máu trước chứ ông nội. Blitz né được cái tên lửa định hướng vừa rồi của Smaker. Rồi, một khiên trụ nè. Vex đang cực kỳ thấp máu và sẽ là tình huống băng trụ của bộ ba của phía tiền Smaker. Vex nằm. Quyết định của Smaker là về nhà lên cái giày thủy ngân anh em ha. Lên cái CC vừa rồi của Vex nó không có quá nhiều. Linh cứ ngỡ như là để cái mảnh kháng phép đó xong rồi build sang đồ sát thương. Đồ 2 thì build cái khăn giải thuật. Để kiểu dạng chống chống mấy cái pha mà chiêu cuối của Lilia. Tam hợp kiếm không? Lối lên trang bị quen thuộc của Smaker sẽ là một cái tam hợp kiếm. Kennen chơi con Nidalee xong dạo này gặp nhiều vải. Ừ, trong đánh giải cũng như là trong đánh rank đúng không? Đánh rank thì gặp nhiều là anh em thấy cũng bình thường. Tại vì đánh rank có nhiều ông đánh con Nidalee ác lắm. Nhất là mấy ông kỳ thuê. Rồi, thảm lửa Valkyrie bắn tay, Vex né. Bắn tay tới công chuyện luôn. Bắn tay tao nói tới công chuyện luôn, không có bất kỳ một cơ hội nào dành cho Vex cả. 37 chỉ số lính. Đầu mùa mấy thanh niên pro player spam toàn là 15 phút GG không. Bản này chắc cũng 15 phút rồi. Đường giữa xanh quá, Nidalee bây giờ cũng quá xanh rồi. Smaker bắt đầu di chuyển xuống cánh dưới nơi mà chúng ta đang thấy con tình huống va chạm. Janna đã bị trúng chiêu cuối của Lila. Smaker cũng đã tới, bắn tay thêm cái nữa làm với Valkyrie. Đồng đội hỗ trợ phía bên kia có gọi mẹ ra. Smaker muốn có một cái điểm hạ gục nào đó. Hiện tại thì Smaker đang có được trong đó hai xác mà thôi. Lila đang có nội tại chạy rất nhanh, hạt lăn lóc làm chậm được Nili. Nè nè nè, rồi vô tình gặp chú chó cocky của Smaker, bà sạc thơm. Lên đánh tay nè, một hit nè, hai hit, né chiêu tốt, trúng cái rìa của cái sóng u sầu ha. Ba hit, bốn hit, CC tốt của Janna. Ui, Blitz kéo về hay nhưng mà không có đâm trụ. Sao mấy cơ bắn mấy hit rồi? Hay da, để tôi coi lại pha này bắn được mấy hit rồi. Này là ba hit nè đúng không? Bốn nè, năm nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè.
Ây da, hết mana cái nó bắn tay tới công chuyện luôn, quá trời luôn. 9 hit có kỳ hết máu. Và điểm hơi cũng dành cho Janna. Lý kéo hoa đó cũng ác, nhưng mà tiếc là hơi thiếu một chút xíu tầm để mà vào trong trụ. Rồi thôi, ok về thôi. DK mùa này top 3 nổi không nhỉ? Kiểu như là mình đang thấy là Genji, Hanwha Lai, T1 là mấy cái láp đó nó mạnh ở nhiều vị trí khác nhau á. Nên mà bên phía của DK mà muốn top 3 là Linh e rằng cũng khó nha. Hiện tại thì chắc là DK, đúng rồi, DK với lại KT. Top 4 giành chiếc vé đi chung kết thế giới. Hoặc là Hanwha Lai phong độ xuống. Tại mấy cái, hoặc là DK bỗng nhiên có phong độ cao. Rồi băng trụ ơi. Bom phốt pho phá giáp. Ây da, tên lửa định hướng trượt nhưng mà bắn tay thì làm sao mà trượt được. Hanwha Lai, Viper, Peanut với lại CK cũng ghê mà. Delay cũng ghê mà. Doran nếu mà so với lại King gần thì Doran cũng cảm giác cũng mà không biết được. Tùy à, King gần vô mấy cặp build 5 tự nhiên đánh ác lắm. Ây à. Rồi, bị ngủ rồi. Ồ, Nidalee chủ động tốc biến rồi. Vest không có đam. Một cái bí chiêu thất truyền rồi nó yếu. Mở súng máy lên bắn 4 hit, 5 hit. Rồi, ok, nghe chiều tốt. Bắn ngược trở lại vào rừng đối phương và dứt điểm luôn. Không có đam trụ dứt điểm. Shaymaker rút về với 60 máu. 5 điểm hạ gục. À, xử lý cơ. Không, mình được cái Lucid anh em ơi. Lucid đánh, anh em thấy mùa vừa rồi Lucid không? Cuối mùa đánh ác ha, đánh tự tin phết luôn á. Được, nói chung bộ đôi mid rừng của phía DK cũng trông chờ được. Nếu mà tự nhiên là vô mấy cái đợt mà cuối cuối mid rừng của họ đánh thăng hoa mà cái bệ tướng nó lại phù hợp nữa thì biết đâu đấy. Nhưng mà mình đâu nói trước được tương lai đâu anh em. Mình chỉ nói về mặt giấy tờ thôi. Mười ba phút xách ra hơn một đồ rưỡi, có trụ đầu tiên nữa. Rồi, farm được lính rất gần trụ hai của phía đối phương và bắt đầu đang có ý định rảo cánh lên đường trên, nhưng mà thôi quay ngược trở lại khu vực đường giữa này farm tiếp khi mà Vex đang xuất hiện ở đường dưới rồi. Dữ vậy sao? Cảm ơn và Linh nha. Trời ơi, lấy trụ hai không ai đẹp hết vậy. 450 vàng. Và bắt đầu di chuyển xuống cánh dưới của Shaymaker. Còn Corgi đang chạy chạy đang chạy đang bơi 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 đi qua tầm nhìn rồi. Lila trừng phạt ăn được con cua, nhưng sau đó thì Shaymaker đang tìm đối tượng có TP của Skarner. Trời ơi đam kìa, bị ngủ rồi. Tốc biến né chiêu, quay ngược trở lại tấn công một mình. Shaymaker đang lùa 4 thành viên của phía team 2. Lily bị kéo, Shaymaker vẫn đang né chiêu. Đam của nó vẫn ảo quá anh em ơi. Rồi, bom phốt pho bắn tay 2 hit, 7 điểm hạ gục.
Tên lửa định hướng trượt lao vào tấn công, thấy top đối phương vẫn đang có mặt ở đây, rút về một nhịp. Đi cây mùa này gặt được hang qua lai. Hy vọng kiểu như là mấy cái trận mà mình có những cái diễn biến mà nó khó đoán anh em, thì giải đấu nó hấp dẫn, nó hay hơn nhiều. Chứ mà bây giờ nhiều khi là vô mà thấy Genji tiên quanh mà gặp những đội tuyển mà nửa dưới mà toàn win không á, thì kiểu dạng bị dễ đoán quá đúng không? Ok, bông phát four đã có ý định 1-2 nè. Lít kéo về, ui hạt lăn lóc trượt rồi. Sao mấy cơ sẽ bị hạ gục. Shutdown, Vest ăn cái điểm hạ gục đó. Rồi, sự trỗi dậy của team 2 sao? Và đây là Kaiser đang chuẩn bị hồi lại chiêu cuối rồi. Nay không đánh với Tùng, hôm nay thua nhiều quá, hết chơi game rồi. Rồi, có TV của Samaker, về nhà hai món trang bị rưỡi anh em ha. BF, Đại Bác Liên Thanh, bắn tay nè, bóng phút phong rồi không trúng blitz, nhưng bắn tay 3-4 hit quá đâu. Scatter giữ được hai người. Chồng sát thương tốt đến từ bên phía của team 2. Showmaker đang có thẩm lửa Valkyrie và đã bị thiêu đốt chết rồi. Xavier ăn được cái điểm hạ gục của Showmaker. Lâu đài tình ái đã được Modern Kaiser mở. E kéo không thành công vào Vest. Bị Scanner đẩy không làm choáng được nhưng vẫn cứu được Vest. Gọi mẹ ra thì Vest đã né rồi. À dữ rồi. Và Showmaker về nhà vẫn lên được cái cút chim. Nhiều team vậy. Và đó ăn được thêm một mạng đúng không? Vẫn lên được cái cút chim. Farm farm hồi cỡ chừng 19 phút. Vô cực kiếm anh em ha. Ba món trang bị lớn ở phút thứ 19 của một con Corki. Chơi bờ gì nữa. Đam nè. Đòn chí mạng có sát thương chuẩn. 26%. Đòn đánh thường là 15%. Kiểu như cái ngưỡng sức mạnh ba đồ của Corki nó khỏe quá anh em ơi. Nó bây giờ nó bị cái là nó bị hạn chế là tầm đánh của nó thì đang hơi ngắn thôi. Còn lại thì đam của nó quá to. Tôi thấy lên đồ kiểu này, lên đồ chí mạng nó ok hơn á. Mọi người rush thẳng luôn, nếu mà mọi người xanh thì rush thẳng luôn cả một cái súng hai tặc. Còn không thì build theo kiểu dạng của Summoner cũng được. Với một cái tam hợp kiếm có thêm máu, tốc độ di chuyển, điểm hồi, kỹ năng đồ các kiểu các kiểu. Xong rồi build đồ chí mạng ha. Chứ mà lên cái kiểu dạng gươm thất thời á, Linh thấy nó cứ bị lỏ lỏ sao á. Tại vì những cái đồ sát lực á, thì mình sẽ cái điểm lợi nhất của những đồ sát lực đi ha, thì mình sẽ tận dụng thứ nhất là một cái 1k của cái dao hung tàn. Nó có sát lực để mà đi đường BK nó mạnh hơn. Kiểu nó không có phải là đường giữa mà nó chỉ là đường trên với lại đường dưới á. Xong rồi đồng ý là cái nội tại của gươm thức thời cũng khá là ok. Nhưng mà giá tiền của nó so với lại giá tiền mà mình phải bỏ ra nó lớn. Và nó không có cộng hưởng với lại đồ 2, đồ 3 của Corki á nè. Rồi, Summaker đang bị quay. Khúc ru rừng thẳm được tung ra. Đồng đội TB Modern Kaiser tới, Summaker chết. Chưa có khăn giải thuật. Ôi ôi, cái lâu đài tình ái đó, Mr. Derm gõ cơ. Nghe bon 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 luôn á chứ. Rồi, phản công tốt của team Summaker. Rồi, Summaker nên cân nhắc lên cái khăn giải thuật món trang bị thứ tư lên đây mà. Xong một cái vô kịch lên khăn giải thuật. Mới đầu mình tưởng là cái mạnh kháng phép lúc đầu là để lên khăn giải thuật đó chứ. Không, úp cái giày thủy ngân trước. Honor đang đánh Dilly.
Scatter chủ động tốc biến, có E chạy, kháng làm chậm, hết CC rồi, không có CC khi mà Janna không kịp tới để có thể lock. Cần lắm một tình huống về của Summoner để sắp được một cái vô cực kiếm. Né kéo tốt nè. Lấy được trụ hai ở khu vực dưới rồi. Tấn công tiếp vào những cái đợt lính. Đối phương thì đang có 1, 2, 3, 4 người. Hạt lăn lóc không trúng vào người Summoner. Muốn về hay chưa đây? Summoner vẫn chưa muốn về. Rồi, về đi cho chắc. TP ngay ngược trở lại khu vực giữa. Scanner đang đứng chờ kìa. Hút choáng đánh tay rồi rồi. Anh em nhìn Nam nè, nhìn Nam nè, nhìn Nam nè, nhìn Nam nè. Tránh ra, Heaven tránh ra. Trời ơi, nhờn. Nhờn, Scanner nhờn. Kéo về tốt, bắn 2-3 hit, thảm lửa Valkyrie, bắn thêm một hit nữa và chắc chắn có điểm hạ gục thứ 10. Nam con Rocky bây giờ nói gì nữa. Cái mông nó lắc lắc này nè. Skin này như là skin cá tháng 4 đúng không? Nhưng mà làm sao để hiện cái sát thương ta? Nếu mà có chiếc mạng á. Anh tìm, anh tìm, anh tìm. Rồi. Vết không dám thở. Scanner chưa hai đồ nữa. Không có giáp. Chỉ có ít máu. Bây giờ bắn Scatter khoảng chừng 7 hit là chết thôi. 7 hit không? Để coi coi có pha nào bắn Scatter không? Ông 7 hit thì hơi quá. Một nè. Ông 7 hit thì hơi quá anh em ơi. Chắc là 9 hit cùng với lại bom phút 4 trên lên định hướng cái kiểu. Né kéo tốt, thảm lửa Valkyrie. Một hit trên lửa định hướng ok. Nè, một hit. Phần tư máu của Lilia. Trong khi đó máu của Lila đang là 2004. Một phần tư của 2004 là đâu đó khoảng chừng 600 hả? Bồn phút phò nè. Úi da. Để kéo ác. CV này, CV đao chớp nên không phải là dao điện. Rồi, lấy công trình thôi ha. Có Janna hỗ trợ nữa thì sao mới cơ tự tin. Không ngại vết bẩn. Rồi có bùa lại Baron, đồng đội thì BK đường giữa, sau cơ thì lấy công trình ở đường trên, một cây trụ bậc thềm. Rất đơn giản mà thôi. Tấn công tiếp, không ai đép cả. Có TP đến từ Modern Kaiser. CV tới, ăn một hit chưa nổ chí mạng, thêm một hit nữa chí mạng rồi. Đầu 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 đầu, thảm lửa Valkyrie bắn tay, bắn tay. Lấy lá chắn, lấy siêu đồ các kiểu. Kéo không thành công complete. Có gió mùa. Ui, ai mới tốc biến lên đây? Đó là Vex. Ây da, Vex chết rồi. Bị thư đốt của Janna.
Smaker vẫn đang tìm góc để có thể tấn công, chưa ai chạm vào được Smaker cả. Bắn nhấp nhả rất khó chịu đến từ Smaker. Tốc biến kéo được Mordekaiser. Thảm lửa Valkyrie quay ngược trở lại tấn công CVF. Tốc biến chủ động tốc biến theo và súng máy dứt điểm. Tên lửa định hướng vừa rồi thiếu tầm. Ok, ai đây? Scanner hả? 3 hit rồi, 4 hit rồi, 5 hit rồi. Thảm lửa Valkyrie bị trúng chiêu cuối của Lila rồi thì phải. Không, con Scanner này chắc sẽ mấy cơ bắn khoảng chừng 9 hit rồi chết rồi. 9 hit hên xui nổ chí mạng. Mình nên nghĩ 9 hit với lại cái bom phốt pho, súng máy rồi các kiểu nữa. Rồi, về nhà lần này món trang bị thứ tư sẽ món trang bị nào đây? Đào thủy ngân chứ hả? Nỏ thần Dominic. BF huyết kiếm. Đam bây giờ lên con số là 450 chưa? À, khăn giải thuật rồi. Bỏ BF rồi, lên khăn giải thuật rồi. Tại không có tốc biến anh em ha. Ô, oh, 390, 290. À, phải lên theo cái kiểu súng hai tặc á thì đam lúc này nó mới lên được con số khoảng gần 400. Súng hai tặc huyết kiếm. Tại súng hai tặc nó có BF anh em. Còn này sao mấy kêu lên tam hợp kiếm nó khác, những cái chỉ số mang lại nó sẽ khác. Thôi ôi, thôi. Này nổ hit thứ ba chí mạng chắc gục luôn á. Ây da. Ây da. Hit 2 là không chí mạng ha. Mẫu cả 9 không? Mẫu CV cả 9 không? 2 cả 2. Mũ. Đàm to quá, tưởng đàm to quá vô bắn 2 3 hit chết. Ok nè, Lilia nè. Lilia 2 hit. Để lửa định hướng nè. Ok. Nhấp một dịp có cái khăn giải thuật của Smaker nhưng chưa cần sử dụng. Ôi ôi, Mr. Dom sử dụng cái chiêu cuối của mình vào người complete. Tên lửa định hướng dứt điểm được blitz rất ok. Rồi, ok anh game anh em ơi, Rocky vẫn làm cái gì đó quá khỏe. Đặc biệt đây là bản thi đấu mà Smaker đánh run, hình như là run cao thủ thì phải. Kim cương cao.